Ngày 26 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 25 và sáng sớm ngày 26 tháng 9, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và khu vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25 đến 7 giờ ngày 26 tháng 9 có nơi trên 190mm như Hương Trạch, Hà Tĩnh 216mm, Hóa Thanh, Quảng Bình 236mm, Mỹ Sơn, Nghệ An 190mm. Từ ngày 26 đến 28/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 400mm, có nơi trên 450mm. Ngoài ra, từ 26 đến 27/9, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to như Đồng bằng Bắc Bộ và từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 180mm. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa 40 đến 80mm, có nơi trên 120mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Cảnh báo từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9, trên các sông ở Nghệ An đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên tại thượng lưu các sông từ 2 đến 4m, tại hạ lưu từ 1,5 đến 3m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình.